Văn Hội. Giờ đây, Gachiso suốt ngày bóng rơi cột dọc bên phía cao thủ Quảng Nam. Có lẽ là đầu tiên của Gachiso ở trong trận đấu này. Pha chuyền bóng rất hay của Văn Hội. Cú sút bóng rất mạnh. Gachiso dứt điểm. Không vào. Cho mình ở mùa giải năm nay. Một vinh dự rất tiếc cho Gachiso đã không có bàn thắng đầu tiên của. Hearts beat!